Hương Giang lên tiếng vụ bị Đan Tiên nói xấu. Thời gian Tiên có nhắn tin riêng cho chị và xin lỗi chị, nhưng mà em biết vấn đề gì không? Không nhớ, không biết là ai. Chị có nhớ gì đâu mà biết được là cái chuyện gì nữa. Chị cũng không hề nghĩ gì mà chị cũng không nghĩ là nó có lỗi hay gì hết trơn. Trời ơi, không nghĩ luôn. Tại vì sao? Bởi vì là yêu ghét là quyền của mỗi người. Mà ngày xưa trời ơi quá trời người ghét mình, mỗi người nói hay một kiểu trời mà nhớ nó chắc chết. Mà lúc bà ấy tên là gì? Anh Quỳnh, lúc thì Quỳnh Anh, lúc thì Đan Tiên, biết ai ai trời. Làm sao tôi biết được nó là ai? Nên Tiên xin lỗi là chị không biết là cái lỗi gì để mà xin. Và thứ hai là trước chung kết thì chị không bao giờ chị trao đổi riêng với bất kỳ một thí sinh nào. Chị sẽ không nhắn tin riêng, không trả lời gì hết. Thì nhưng mà chị có nhắn cho Quỳnh Hoa, chị bảo là Hoa, động viên Đan Tiên là phải mạnh mẽ lên, bởi vì đây là những cái giai đoạn cuối cùng. Thì nếu mà xuống tinh thần á thì sẽ rất là khó. Chứ còn thực ra mà nói chị thề luôn là không bao giờ giận mà không biết là nó nói cái gì bác ơi. Sau chung kết thì chị em đã gặp nhau thì chị nói là thực sự là chị nói với Tiên là chị không muốn nhớ, nên chị không biết em là ai vì không thể nhớ được. Chị không thể nhớ được và thực sự mà nói là không thể nhớ mọi người ơi. Nhiều khi trời chia tay yêu cũ xong còn không nhớ, làm sao mà nhớ được những cái chuyện đó má. Trước đó, Đan Tiên bất ngờ bị đào lại Dreamer từng cùng nhóm anti-fan Hương Giang nói xấu đàn chị. Theo đó, một tài khoản được cho là Đan Tiên đã để lại loạt bình luận không những chê giọng hát của Hương Giang mà còn dùng lời lẽ vô cùng tiêu cực xúc phạm đến người đẹp chuyển giới. Người này còn khẳng định fan Hương Giang chỉ thuộc tầng lớp thấp kém,